tao với mày mới được đi du lịch với nhau đó. Trời, bên đây có cái bờ hồ đó nè. Quay qua nhìn tao cái coi. Nhanh lên mày tao ơi. Tao có đường ở đó. Đừng coi lại định vị đi nha. À, cái gì vậy? Cảnh đẹp kìa. Xuống chụp hình đi. Ồ, đúng rồi hả? Lẹ 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 mày. Yeah. Yeah. Định vị tiếp đi mày. Đi check về hướng tây nam rồi đi thẳng thêm 5 km nữa là đến ngã tư. Đừng còn xa lắm đó, coi chừng hết bên nha. Ừ, tao biết rồi. Còn 5m nữa là đến ngã tư, sau đó. Ê, chết rồi mày ơi, điện thoại hết pin rồi. Đi được rồi tiếp mày. Tao cũng không biết đâu mày ơi, giờ hai cái điện thoại hết pin rồi. Gì? Điện thoại tao cũng hết pin hả? Gì vậy? Đây là đâu vậy mày? Hết pin rồi biết đường nào mà đi đây? Sao đây có ngon vậy mày? Em nghe tiếng con gì kêu không vậy? Chắc con mèo thôi. Có pin sạc với không bao giờ chết ngạt. Có pin rồi, tiếp tục hành trình thôi. Giảm ngay 30% cho pin sạc dự phòng khi đến thế giới di động và điện máy xanh từ ngày 1/10/2020 đến hết tháng 2/2021. Áp dụng khi mua kèm với các sản phẩm điện thoại, laptop, tablet, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng,